chào tất cả các con. Các con ơi, chúng mình đã làm xong bài tập mà các cô đã đưa chưa? Chúng mình có thích không nhỉ? Bên cô đã nhận được rất là nhiều bài mà các bạn đã gửi lại đấy. Bài học hôm nay, Miss Thu và Miss Huế sẽ cho chúng mình ôn lại những chữ cái mà chúng mình đã được học nhé. Và chữ cái đầu tiên, chúng mình có nhận ra chữ cái gì đấy không? Các con đọc theo Miss Thu nào. Chữ Y. Chữ Y thì Miss Thu có bức tranh gì đấy nhờ? Bức tranh con voi. Thế thì chúng mình có nhìn thấy trong bức tranh con voi này có chữ gì nhờ? Có chữ Y mà chúng mình đang học đúng không? Chữ Y là một nét thẳng và có một dấu chấm thôi đúng không? Rất là dễ. Miss Thu tin chắc là chúng mình sẽ nhớ rất là dễ đúng không? Và tiếp chữ tiếp theo là chữ gì nhờ? Chữ gì hả các con? Cả lớp đọc nào? Chữ tờ. Thế chúng mình có biết cấu tạo của chữ tờ không? Chữ tờ là một nét thẳng và một nét ngang. Thì Miss Thu lại có bức tranh gì đây? Chúng mình nhìn xem. Bức tranh con tôm. Miss Huế có nhận ra là trong bức tranh con tôm này có chữ gì không nhỉ? Trong bức tranh con tôm của Miss Thu đang dơ thì có một chữ tờ trong từ tôm đúng không ạ? Đây là chữ tờ trong chữ con tôm đúng không? Miss Thu lại xem mình lại có chữ cái tiếp theo nhá. Chữ gì đây? Chữ này rất dễ đúng không ạ? Chữ gì nhà Miss Huế nhỉ? Chữ này là chữ cờ. Chữ cờ. Cho con đọc cùng nào. Chữ cờ. Bức tranh này nhá. Bức tranh gì nhờ? Con nhìn chúng mình nhìn này, mình nhìn thấy không? Con công. Con công đúng rồi ạ. Thì Miss Huế ơi, trong chữ con công này có những chữ cái gì nhỉ? Trong bức tranh con công có hai chữ cờ. Đó là chữ cờ trong từ công và chữ cờ trong từ công, rất là dễ ạ. Dễ dần nhận biết vì đã được cái chân đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Trong chữ con công này có hai chữ cờ. Miss Thu và Miss Huế đã chuẩn bị một cái hoạt động rất là hấp dẫn cho chúng mình ngày hôm nay nhé. Và Miss Thu và Miss Huế đã gửi để cho chúng mình mỗi bạn một cái túi đất nặng này. Thì trong cái đất nặng này chúng mình có thể làm rất là nhiều hoạt động. Thế thì hôm nay chúng mình cùng làm hoạt động với Miss Thu và Miss Huế, đó là chúng mình sẽ dùng đất nặng và chúng mình sẽ nặng ra những chữ cái mà chúng mình đã được học. Thế thì đầu tiên là chữ cái gì nhờ? Chúng mình nặng chữ Y nhá. Đầu tiên mình sẽ chữ dùng đất nặng ạ. Chúng mình sẽ dùng đất nặng này, chúng mình sẽ nặng chữ Y. Chữ Y là một nét gì nhờ? Một nét thẳng và một nét gì ạ? Một nét thẳng và một dấu chấm ở trên đầu đúng không? Trên đầu rất là dễ rồi ạ. Chữ Y này, chúng mình dùng màu cam để nặng chữ Y. Màu xanh để làm chữ Y. Đúng chưa? Đây là chữ Y của Miss Huế sau khi đã hoàn thành ạ. Bây giờ sẽ sử dụng một chữ tiếp theo. Đó là chữ gì nhỉ? Chữ tờ. Chữ tờ ạ. Chữ tờ cũng rất là đơn giản thôi ạ. Với một nét thẳng. Chữ tờ là một nét gì nhỉ? Một nét thẳng. Một nét thẳng. Sau đó chúng mình sẽ lấy một màu rất là nhỏ. Một nét gì? Và một nét ngang. Nét ngang. Wow. Trên ạ. Sau khi sử dụng đất mật màu cam, Miss Huế đã hoàn thành chữ tờ của mình. Chữ tờ tiếp theo là chữ gì nhỉ? Và chữ cuối cùng đó là chữ cờ. Chữ cờ này là kết cấu như thế nào? Chữ cờ là một nét cong gì ạ? Cong hở gì các bạn hở ơi? Gì ạ? Hở trái hay phải biết không? Hở phải ạ. Một nét cong hở phải. Rất là đơn giản. Sau khi làm xong, Miss Huế đã có một bộ nào các con cùng đọc nhá. Y tờ cờ. Nào chúng mình cùng Miss Thu hy vọng là chúng mình sẽ thích đất nặng và dùng những chữ đất nặng này để chúng mình nặng những chữ cái mà chúng mình được học nhá. Không phải mình chữ cái y tờ cờ đâu biết thế ạ, mà đúng là cả chữ cái mà chúng mình đã học được tuần trước nhá. Đúng rồi ạ. Nào cả lớp cùng chúng mình cùng giơ lên cùng Miss Thu và Miss Huế nhá. Nào các con cùng đọc với Miss Thu và Miss Huế nào. Y tờ cờ. Miss Thu và Miss Huế đã ôn cho chúng mình ba chữ cái y tờ và cờ. Miss Thu hy vọng là chúng mình sẽ thích cái video này và
xem, sau đó cùng học với Viết Thu và Viết Huế nhá. Hẹn gặp lại các con vào buổi hôm sau. Chào các con.